Kết cấu gel nước thấm nhanh và ráo, không gây vết dính hay là bít tắc lỗ chân lông, nên các bạn da dầu cũng có thể yên tâm sử dụng. Hyaluronic acid đúng là một cái thành phần vàng trong làn giải trí những cái làn da đang bị mẩn đỏ, phân tích kích ứng bong tróc. Vậy thì nếu như mà các bạn cũng đang gặp phải những cái tình trạng như trên thì đừng vội bỏ qua clip này của bác sĩ Ngọc nhé. Khi da của các bạn đang bị khô và bong tróc như vậy có nghĩa là nó đang bị mất nước, thiếu ẩm vô cùng nhạy cảm. Khi ấy hoạt chất đầu tiên mà chúng ta nên bổ sung vào routine skincare của mình đó là hyaluronic acid hay còn gọi là HA. 1 gram phân tử HA có thể ngậm được 6 lít nước, cho nên chúng có khả năng cấp ẩm tức thì và làm mềm mịn da. Và một loại kem dưỡng mà bác sĩ quên dùng trong mùa hè này đó là kem dưỡng ẩm sáng da phục hồi da của nhà La Bonita, Hyaluronic Cream 50mg. Dưỡng ẩm và cấp ẩm cho da cả ngày nhờ có 7 loại phân tử HA với kích thước khác nhau có thể thẩm thấu sâu đa tầng. Dưỡng sáng da với 2% niacinamide, phức hợp thành phần từ thực vật sa mạc, quả trà là, cây xương rồng, quả sung, hoa xương rồng lê gai, có khả năng làm ẩm và làm mịn da, vừa tạo độ ẩm cho da lại vừa ngăn ngừa mất nước, chậm quá trình lão hóa, cải thiện đàn hồi, trẻ hóa làn da bởi thành phần tetanol adenosine. Kết cấu gel nước thấm nhanh và ráo, không gây vết dính hay là bít tắc lỗ chân lông, nên các bạn da dầu cũng có thể yên tâm sử dụng. Còn đối với những bạn da khô muốn cấp ẩm tuyệt đối thì nên bổ sung thêm một lớp serum điện trước nhé. Kết luận lại thì đây là một sản phẩm có thể sử dụng cho da dầu, da khô, da nhạy cảm, có thể sử dụng cả ngày và đêm để tạo được cái độ ẩm và mềm mịn cho da nhé.